Chúng ta sẽ nói về cái cơ quan nội cơ quan bài tiết ở người. Thì chúng ta sẽ biết là cơ quan bài tiết của người đó chính là thận. Thì chủ yếu là thận. Thì thận được cung cấp máu trực tiếp từ tim. Từ tim đi ra thì tầm khoảng 25% cái lưu lượng máu sẽ đến thận, tức là có khoảng là 1,2 lít cho đến 1,5 lít máu đến thận trong vòng 1 phút. Thì tại thận thì có động mạch vào, động mạch thận sẽ được chia nhánh thành những cái động mạch phân thùy. Tại những cái động mạch phân thùy thì chia nhánh ra nữa thành những cái động mạch giang thùy. Tại động mạch giang thùy thì nó sẽ hình thành một cái lớp cung, người ta gọi là động mạch cung. Tại động mạch cung này chia ra nhiều cái nhánh nhỏ gọi là những cái động mạch tia. Tại những cái mao mạch tia. Tại những cái mao mạch tia này nó sẽ phân nhánh để đi đến những cái cầu thận. Và những cái mao mạch thận bao xung quanh những cái hệ thống cái ống thận. Về mạch về thì chúng ta sẽ có là máu về sẽ thông qua cái tĩnh mạch tia, sau đó sẽ đi đến cái tĩnh mạch cung. Tĩnh mạch cung này tập trung cho vệ thành là tĩnh mạch giang thùy và tĩnh mạch phân thùy, cuối cùng là tập hợp trở lại thành là tĩnh mạch thận. Thì máu vào thận là máu chứa nhiều thành phần trong đó, bao gồm cái cả chất thải, nhưng mà máu ra khỏi thận thì cũng bao gồm nhiều thành phần nhưng mà được giảm đều đi những chất thải, và đó chính là ure. Thì đường đi đó chính là đường đi của máu khi vào thận để được thận lọc ở thận. Em ta nhớ là thận nó sẽ có hai miền cơ bản là miền miền này chúng ta gọi là miền vỏ, và bắt đầu từ cái tháp thận cho về sau để bị vô trong chúng ta gọi là cái miền tủy. Thì cái miền vỏ chính là nơi chứa những cái cầu thận, và miền tủy chính là nơi chứa những cái đoạn cuối cầu thận và cái quai hàm lề. Thì một cái đơn vị thận hay gọi là một cái nephron thì nó sẽ bao gồm những hệ thống ống thận, bao gồm cầu thận, ống lượng gần, quai hàm lề, ống lượng xa, ống nối, ống góp, và chúng ta có ống góp chung. Thì đó chính là hệ thống ống thận. Bên cạnh hệ thống ống thận thì chúng ta còn có hệ thống mạch máu bao xung quanh cái hệ thống ống thận này. Một cái đơn vị cấu tạo như vậy chúng ta gọi là một cái nephron. Thì một cái nephron thì nó có làm nhiệm vụ là khi mạch máu đi đến thì tại cái nephron này nó sẽ ra cái quá trình lọc, có nghĩa là những cái chất có kích thước nhỏ hơn so với cái lỗ lọc trên cái đơn vị cầu thận này thì nó sẽ được lọc, và chất đó sẽ được đi vào trong cái ống lượng gần, vào trong ống lượng gần. Trong khi đó những cái chất mà có kích thước lớn, ví dụ như những cái vật chất có kích thước lớn như là hồng cầu, bạch cầu hay là những cái protein huyết tương thì nó sẽ không được lọc mà nó trở về, nó quay trở về tĩnh mạch đi. Như vậy thì bắt đầu được hấp thu, bắt đầu quá trình tái hấp thu. Thì khi những cái chất chứa trong cái ống lượng gần này thì nó do kích thước nhỏ nên ta có thể thấy rằng bên cạnh những chất thải, những chất như nước, đường, ion hay là những chất nhỏ đều có thể có mặt ở trong cái ống lượng gần. Do đó tại ống lượng gần này thì người ta có thể thấy là nó sẽ thực hiện quá trình tái hấp thu và quá trình tiết. Thì quá trình tái hấp thu trong ống thận thì được tái hấp thu và đưa trở lại vào trong máu, và quá trình tiết thì là quá trình những cái chất có hại có độc từ máu sẽ đưa vào trong cái ống thận. Cuối cùng là những cái chất cần thiết được giữ trở lại, những chất không cần thiết được đẩy vào trong ống thận và được đẩy vào trong cái ống góp chung. Tại ống góp chung này ở phần đỉnh của tháp thận sẽ đổ ra vào trong cái bể thận, hình thành cái thứ chúng ta gọi là nước tiểu chính thức. Thì nước tiểu chính thức này sẽ được dẫn thông qua cái niệu quản, và đây nó sẽ được dẫn xuống bàng quang. Từ cái niệu quản được dẫn xuống bàng quang thì nước tiểu sẽ được chứa trong bàng quang. Trong quá trình chứa nước tiểu trong bàng quang thì tới thời điểm bàng quang căng to lên thì chúng ta có cảm giác mắc tiểu, và từ đó thực hiện động tác đi tiểu.
Đó chính là cái cấu tạo chung của thận, và cấu tạo chung này giúp cho thận thực hiện được quá trình hình thành đến nước tiểu. Đây, thì quá trình hình thành nước tiểu nó sẽ diễn ra bao gồm có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất chính là lọc. Quá trình lọc này là nhờ cái cấu tạo đặc biệt của cầu thận để có thể thực hiện được quá trình lọc. Thì quá trình lọc này đây chính là cái cầu thận. Từ cầu thận đây chính là chúng ta có thể nhìn thấy là cầu gồm có nhiều cái tế bào có tai cuốn, và vậy thì nó sẽ bao lấy cái tĩnh mạch, bao lấy cái mao mạch. Tại cái mao mạch thì trừ những cái lỗ nhỏ, những cái lỗ nhỏ này có thể cho được cái dịch lọc đi qua. À, đây là những cái lỗ nhỏ và đây là những cái tế bào có tai cuốn, vậy thì nó cho cái dịch lọc đi qua. Không, quá trình đó là quá trình thứ nhất. Quá trình thứ hai đó chính là quá trình tái hấp thu. Tái hấp thu là lấy từ trong ống thận đưa vào trong máu. Và quá trình tái hấp thu này chính là lấy lại những chất cần thiết, ví dụ như muối, ví dụ như đường. Quá trình thứ ba là quá trình tiết. Quá trình tiết này xảy ra gần như là song song với quá trình tái hấp thu. Quá trình tiết này gồm có việc là đẩy từ máu vào, đẩy các cái chất độc, chất có hại, chất dư thừa, ví dụ như H cộng dư thừa khi chúng ta ăn chua. Chất độc như là chúng ta thấy là nếu chúng ta uống nhiều thuốc kháng sinh chẳng hạn, đó là chính là chất độc. Chất độc đó sẽ được đi tiểu ra ngoài, và trong đó chúng ta bữa hôm trước chúng ta uống kháng sinh, bữa hôm sau chúng ta nghe thấy mùi nước tiểu, chúng ta có một số mùi của chất kháng sinh chẳng hạn. Và khi đã hình thành nên nước tiểu chính thức thì nước tiểu sẽ được bài thải ra khỏi cơ thể. Đó chính là sinh lý của quá trình hình thành nước tiểu.